Chào các bạn, mời các bạn cùng ăn trưa với mình. Bữa trưa hôm nay mình ăn cuộn tô phu với rau đấy các bạn. Mà chủ yếu là mình khoe rổ rau. Trong vườn mình là rau lên đầy đủ rồi đó. Mà lần đi là có cái cúc, mấy bùi cái cúc ăn cuối cùng này. Là lột này, rau đắng này, ngò, rau thơm, rau má, rau diếp cá, tía tô đỏ, tía tô xanh. Cho mà lột ngon lắm các bạn ơi. Rồi là ngày cũ nữa. Còn là mơ làm chưa lên. Rổ rau quá tuyệt vời luôn. Mua không có đâu các bạn. Rất là ngon mà mình hái mới vườn. Hái liền vô ăn liền là rất là ngon. Thì trưa nay mình cuốn. Cuộn tô phu rồi chấm xì dầu. Và đây là ly trái cây của mình. Mình mua đu đủ của các bạn. Vậy là pineapple apple. Vậy cà chua, banana. Cái gì mình muốn thì mình mua, mình xay chung với là dầu gừng và mình ăn thôi. Rất là ngon các bạn ơi. Thấy bữa ăn đi mà thấy sáng của các bạn á. Rất là đẹp mắt nữa. Tốt cho sức khỏe nữa. Qua đây mình có ăn như vậy thì các bạn mới có nhà thì cũng nên lập cái vườn rau, trồng mọi thứ một chút. Thứ gì mình ăn thì mình trồng, mình thích thì mình trồng, để ra hái liền vô ăn liền rất là ngon. Cho mua ở chợ phân thuốc nhiều này, rồi về để ngừng hư liền á. Cho rau của mình để 3 tuần lần các bạn không hư. Thì thôi mình chia sẻ, mình khoe dĩa rau và mời các bạn ăn cơm trưa với mình thôi. Thôi mình chào các bạn nha. Bye.